Vâng, thưa quý vị, khi mà lãi suất gửi tiết kiệm giảm xuống chỉ còn 1,9% một năm, giá vàng liên tục biến động mạnh. Nhưng theo ghi nhận của các phóng viên tại thủ đô Hà Nội, vàng vẫn được người dân ưu tiên lựa chọn. Những ngày gần đây, khi giá vàng miếng SJC hạ xuống còn 71 triệu đồng một lượng mua vào, bà Thịnh đã lựa chọn đi mua vàng để làm vật phòng thân. Sở dĩ lựa chọn vàng thay vì mua các sản phẩm khác để đầu tư là vì bà Thịnh cho rằng khi cần có thể bán được luôn, thanh khoản dễ chứ không như các kênh đầu tư khác. Ảnh hưởng chứ, nó tăng ảnh hưởng mà xuống ảnh hưởng. Cái lúc mình, ví dụ mình có tiền mình mua vào thì nó, nhưng mà lúc mình không hết tiền mình bán thì nó lại giảm, nhưng mà cũng đành phải chịu thôi. Vì nó thực sự là cầm vàng này là đảm bảo nhất. Nó về giá vàng thì các như theo tham khảo bắt đầu có những sự chuyển động nhẹ giá vàng. Nếu mà muốn sang năm thì khả năng tôi sẽ mua thêm để đầu tư tích trữ. Dù giá vàng trong nước những ngày qua đã giảm, tuy nhiên theo phân tích của các chuyên gia, giá vàng trong nước thời gian qua tăng cao do chịu ảnh hưởng theo xu hướng tăng của vàng thế giới. Bên cạnh đó, do nhu cầu lớn trong khi nguồn cung vàng SJC hạn chế, tính đến 5 giờ 30 hôm nay, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 72 đến 75 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.045,3 USD một ounce. Chênh lệch giá vàng mua bán hiện nay được điều chỉnh xuống quanh ngưỡng 3 triệu, nhưng vẫn ở mức cao. Nhà đầu tư đối diện nguy cơ thua lỗ khi các đơn vị kinh doanh đẩy rủi ro về phía người mua. Bây giờ phải nhìn vào cái kinh tế thế giới. Đấy, thì hầu như là các chính phủ các nước thì đều có cái chính sách dân túy, gia tăng cái vay nợ. Đấy, để phát triển cơ sở hạ tầng cũng như là vấn đề về cải thiện an sinh xã hội. Thế thì giá vàng thế giới nó sẽ tăng so với các ngoại tệ mạnh này. Đấy, thì có thể là cái xu hướng là như thế. Đấy, thế nhưng mà thế còn cái giá vàng trong nước thì rất khó đoán định. Việc chúng ta cho nhập vàng thực ra chỉ là hoán đổi cái dạng thức của dự trữ ngoại hối mà thôi, và nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu của người dân Việt Nam của chúng ta. Còn biện pháp hiện đại nhất mà hiện nay nhiều nước người ta đang áp dụng đó là thành lập một cái sàn giao dịch vàng. Ở trên sàn giao dịch đó thì tất cả các vàng đều được chuẩn hóa và đều được giao dịch công khai, và nó liên thông với thị trường vàng thế giới một cách rất là nhanh chóng. Và làm như vậy thì là cái biến động của thị trường vàng Việt Nam nó chỉ còn lại một yếu tố duy nhất, tức là nó phụ thuộc vào cái biến động của thị trường vàng thế giới. Cũng theo các chuyên gia dự báo, giá vàng sẽ chinh phục mức cao mới vào năm 2024 và kim loại quý này có thể chạm mốc 2.250 USD một ounce trong nửa đầu năm do lãi suất giảm. Ngoài ra, việc các ngân hàng trung ương tiếp tục bổ sung vàng và các nhà đầu tư quay trở lại các quỹ hoán đổi danh mục có thể là những yếu tố có lợi khác cho kim loại quý này. Thị trường vàng sẽ có diễn biến bất ngờ theo xu hướng tăng trong năm 2024 và phá vỡ các kỷ lục đã lập nếu như ngân hàng nhà nước không cho nhập khẩu vàng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cân nhắc nên đầu tư có chọn lọc, chọn thời điểm mua vào để tránh rủi ro vì khoảng cách mua vào bán ra lớn. Thưa quý vị, tuần qua thì giá vàng trong nước liên tục tăng cao, vượt qua mọi mức giá được cho là cao nhất từ trước cho tới nay. Và thậm chí là đã có thời điểm mà giá vàng vượt ngưỡng 77,4 triệu đồng một lượng, mức cao chưa từng có trong lịch sử. Trong khi lãi suất tiết kiệm ngân hàng thì lại xuống tới mức thấp nhất trong vòng nhiều năm qua. Mức sinh lợi của vàng đang trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên thì với thị trường đầy biến động như hiện nay, việc đầu tư vàng trong dịp cuối năm sẽ còn nhiều biến động, cũng như là người dân và nhà đầu tư sẽ cần phải có nhiều điều lưu ý. Vậy thì đó là những lưu ý gì và giá vàng tăng cao thì ảnh hưởng ra sao tới nền kinh tế? Câu trả lời sẽ có trong nội dung của tiết mục Chuyện tối nay với sự tham gia trao đổi của Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Như chúng tôi cũng đã có chia sẻ thì vừa qua có thể nói là giá vàng trong nước của chúng ta đang tăng cao liên tục và thậm chí là đã vượt những cái mốc lịch sử, liên tục vượt những mốc lịch sử của Việt Nam. Vậy thì theo ông thì đâu là cái nguyên nhân khiến cho giá vàng lại tăng cao như vậy trong thời gian này ạ? Vâng, trước hết là cái giá vàng của Việt Nam chúng ta đấy, nó phụ thuộc vào cái giá vàng thế giới. Và cái giá vàng thế giới trong thời gian vừa qua nó tăng tương đối cao so với cái mức mà trước đây. Và vì vậy cái giá vàng của chúng ta nó tăng theo. Cái giá vàng thế giới nó tăng ấy thì nó có nhiều cái lý do. Cái lý do đầu tiên ấy thì phải nói rằng là đồng đô la Mỹ trong cái thời gian vừa qua nó xuống giá. Và chúng ta biết rằng là giá đồng đô la nó gắn liền với giá vàng. Nếu đồng đô la xuống giá thì có nghĩa là vàng sẽ tăng giá. Và cái đồng đô la nó xuống giá thì nó có cái lý do, đó là Mỹ đã dùng cái việc là tăng cái lãi suất lên mức rất cao để mà chống cái lạm phát. Nhưng
cái việc mà tăng cao cái lãi suất ấy thì nó làm cho cái chi phí vốn nó cao và cái đồng đô la mạnh lên, từ đó làm cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh nó giảm đi, cái thị trường chứng khoán nó giảm, và nó dẫn đến là với cái lạm phát nó có giảm nhưng chưa như mong muốn, nền sản xuất nó trì trệ do cái chi phí vốn cao, và cái đồng đô la lúc đó nó sẽ xuống giá cùng với cái việc là thị trường chứng khoán xuống giá, và từ đó nó làm cho cái giá vàng nó tăng lên một cách ngẫu nhiên. Đồng thời chúng ta cũng thấy rằng là trong thực tế thì có nhiều quốc gia trong cái thời gian vừa qua đã mua vàng thay cho cái việc là dự trữ bằng đồng đô la Mỹ, mà chúng ta biết rằng người ta đã mua đến, các ngân hàng trung ương các nước đã mua đến 800 tấn vàng trong cái năm 2023 này để mà tăng cái dự trữ quốc gia. Và với cái nhu cầu vàng nó tăng cao như vậy thì rõ ràng là cái giá vàng thế giới nó tăng cũng là một cái điểm đương nhiên. Thêm nữa thì cái giá vàng này nó lại tăng với Việt Nam chúng ta, là cái dịp cuối năm, là cái dịp cưới xin lễ hội, rồi cái việc mà gọi là kết thúc một cái năm, các cái nhà đầu tư cũng mong muốn rằng là mình có thể là giữ an toàn cái vốn của mình để chuyển sang cái năm sau trong cái thời gian nghỉ tương đối lâu dài. Và vì thế cho nên có một số cái nhà đầu tư người ta cũng bắt đầu nghĩ đến cái chuyện là mua vàng. Nhưng cũng có một cái lý do khác nữa, đó là trong cái điều kiện của Việt Nam chúng ta cái năm 23 vừa rồi ấy, thì cái đầu tư vào bất động sản nó rất khó, nó trì trệ. Cái đầu tư vào cái thị trường chứng khoán nó tương đối tốt và nó có cái xu hướng lên, nhưng mà nó vẫn có một cái xu hướng lên, nó có lên có xuống và nó cũng đầu tư nó cũng khó khăn. Thêm nữa thì cái lãi suất ngân hàng nó tương đối thấp, cho nên có một số các cái nhà đầu tư có cái lượng vốn nhàn rỗi cũng quay vào mua vàng để chờ cái cơ hội. Và vì vậy cái giá vàng của chúng ta đang rất cao. Và cái độ chênh lệch giữa cái giá vàng thế giới với giá vàng Việt Nam nó cũng được giãn cách xa ra là vì như vậy. Dạ vâng, có thể nói rằng là giá vàng trong nước thì chịu tác động của giá vàng thế giới cũng như là rất nhiều những cái yếu tố của nội tại của nền kinh tế trong nước, đúng không ạ? Vậy thì theo ông thì việc giá vàng tăng cao như vậy thì sẽ ảnh hưởng ra sao tới nền kinh tế, ảnh hưởng như thế nào tới giá cả của các hàng hóa khác, và đặc biệt là trong cái dịp cuối năm như thế này? Vâng, chúng ta biết rằng là kể từ năm 2012 với cái việc mà ngân hàng nhà nước ra cái nghị định 24 thì cái việc mà chúng ta quản lý vàng nó tương đối chặt chẽ, và vàng không còn phải là một cái thước đo cái giá trị của các cái tài sản nữa, cho nên thực ra chúng ta thấy rằng cái giá vàng trong cái thời gian vừa qua nó biến động tương đối mạnh, nhưng cái tác động của nó đến cái nền kinh tế nó không lớn. Tất nhiên với cái việc mà giá vàng nó tăng như vậy, nó sẽ hút một cái lượng tiền trong nền kinh tế vào cái lĩnh vực vàng này, và từ đó nó làm cho cái đầu tư vào một số cái lĩnh vực khác nó giảm đi. Còn cái ảnh hưởng đến giá cả thì gần như nó không có cái gì ảnh hưởng nhiều đối với cái giá vàng mà tăng cao này. Kể cả cái giá vàng với đồng đô la Mỹ nó cũng gần như rất ít tác động, và chúng ta thấy rằng là cái đồng đô la Mỹ nó chỉ biến động đâu đó khoảng 2% so với đồng Việt Nam thôi, và chúng ta vẫn đang giữ ổn định cái tỷ giá Việt Nam đồng với đô la rất tốt trong nhiều cái năm vừa qua. Dạ vâng ạ, khi mà giá vàng liên tục thiết lập những cái mốc kỷ lục mới như vậy thì thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng là những người mà có vàng thì đổ xô đi bán, còn rất là nhiều người cũng mong muốn là đổ xô đi mua để có thể là tích trữ và đầu tư trong cái thời gian tới, và mong rằng là giá vàng sẽ còn tăng cao hơn nữa. Vậy thì theo ông, cái thời điểm này nếu như mà những nhà đầu tư cũng như là người dân giao dịch vàng thì sẽ có những cái rủi ro như thế nào đối với cả người mua và người bán ạ? Trước hết là chúng ta thấy rằng là cái giao dịch vàng ở thời điểm này cực kỳ rủi ro, vì cái giá vàng nó tăng cao và nó xuống rất nhanh cũng là cái điều bình thường, mà trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã thấy một ngày có khi nó xuống mất hàng triệu và cũng có khi nó tăng lên hàng triệu cho một cái lượng vàng. Và rõ ràng nếu mà mua bán trong cái điều kiện như vậy thì rất là nguy hiểm, đặc biệt là với những cái người không chuyên nghiệp thì cái việc này là cái việc mà rất là khó. Và ngay cả những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp thì cái việc mà lướt sóng cũng rất khó khăn. Bởi vì chúng ta thấy rằng là khi mà cái giá vàng nó cao như thế, cái độ giãn cách giữa cái giá mua vào với cái giá bán ra ấy, nó tương đối lớn. Và rõ ràng là nó có cái sự biến động thì cái việc mà cái giá mua vào bán ra đó nó chênh nhau không đáng bao nhiêu cả. Cái lợi ích gần như nó đang nằm ở các cái doanh nghiệp kinh doanh vàng với cái giá mua vào bán ra như vậy. Và vì vậy cho nên ngay cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp, cái việc lướt sóng đầu tư vàng cũng không hề dễ dàng trong cái thời điểm này.
Vâng, chúng ta thấy rằng là mua bán vàng ở thời điểm này thì có những cái sự rủi ro. Bên cạnh đó thì một cái kênh gọi là đầu tư cũng như tiết kiệm khác nữa, đó chính là ngân hàng, thì lãi suất hiện nay đang xuống tới cái mức thấp nhất. Vậy thì theo ông liệu rằng là vàng thời điểm này có phải là cái nơi trú ẩn an toàn cho dòng tiền hay không? Và nếu không thì sẽ là cái kênh đầu tư như thế nào? Vâng, thực tế mà nói thì chúng ta biết rằng là khi mà nói đến chuyện là vàng, nó là có kênh là trú ẩn thôi, thì lúc đó người ta có thể bảo toàn cái giá trị, chứ nó không làm tăng thêm cái giá trị của cái tài sản. Và như vậy thì có nghĩa là nếu như các nhà đầu tư mà cảm thấy mệt mỏi rồi thì có thể là người ta đi vào cái mua vàng để tích trữ. Thế còn lại nếu như làm đầu tư thì rõ ràng là người ta phải tìm các cái kênh nó có cái lợi ích. Còn ngay cả cái lãi suất tiết kiệm hiện nay nó cũng đã xuống tương đối thấp rồi, cho nên cái việc mà đầu tư vào cái lĩnh vực mà tiết kiệm ấy, rõ ràng là nó có khó khăn. Đặc biệt nếu mà cái lãi suất tiền gửi ngắn hạn 1 tháng, 2 tháng chẳng hạn, thì rõ ràng nó xuống rất thấp và các cái nhà đầu tư người ta không bỏ tiền vào đó nữa. Vâng ạ, thì cái này là cái mà chúng ta cũng đã nhìn thấy. Và đương nhiên thì lúc đó người ta có thể quay sang là mua vàng để giữ cái tài sản. Nhưng nó không phải là một cái nơi để mà chúng ta có thể sinh lời, có thể là tạm thời trong một vài tháng khi mà chúng ta đang chưa muốn đầu tư, còn có cái thời gian để nghỉ ngơi, thì lúc đó cái việc mua vàng nó như là một cái kênh để đảm bảo cái an toàn về vốn. Dạ vâng ạ, vậy thì không biết là ông có đưa ra những cái dự báo như thế nào về thị trường vàng trong thời gian tới và có cái điều gì cần phải lưu ý đối với người dân cũng như là các nhà đầu tư về thị trường này không ạ? Thực ra thì cái thị trường vàng trong thời gian tới ấy, chúng ta biết rằng là sau cái thời gian mà nghỉ Tết Dương lịch này ấy, giá vàng trên thế giới có cái khả năng nó sẽ rơi xuống do cái việc là cái lạm phát nó đã xuống tương đối thấp và cái quá trình mà đầu tư vào sản xuất nó sẽ tăng lên, từ đó các cái nhà đầu tư người ta sẽ bán cái vàng ra và người ta dùng tiền để mà đầu tư mua sắm các cái trang thiết bị cũng như các cái vật tư để mà đầu tư vào sản xuất. Và vì vậy cái giá vàng nó lại có thể quay về cái mốc đâu đó trên dưới 2.000 đô, và như vậy là cái vàng trong nước của chúng ta nó cũng sẽ giảm đi ở cái mốc mà đâu đó khoảng 68-69 triệu một lượng thôi, chứ nó không thể cao như thế này mãi. Tất nhiên về mặt nguyên tắc ấy thì chúng ta biết rằng là giá vàng luôn luôn có cái xu hướng đi lên, nhưng trong từng cái thời kỳ thì nó có những cái biến động khác nhau. Có thể trong cái thời gian trước mắt một vài tuần tới đây cái giá vàng vẫn còn giữ ở cái mức cao, nhưng sau đó nó sẽ có cái khả năng trở về cái quanh quanh cái mốc 2.000 và cái giá nó cũng vừa phải. Không biết ông có cái lưu ý gì hay lời khuyên nào cho người dân cũng như là nhà đầu tư đang có cái mong muốn là có thể tiết kiệm hoặc là đầu tư trong cái thời điểm này không ạ? Vâng, trong cái thời điểm này ấy, rõ ràng là các nhà đầu tư khi mà đầu tư ấy, thì nên cẩn trọng, không nên bỏ chung trứng vào một giỏ. Và ngay cả việc mua vàng để mà gọi là trú ẩn cái dòng tiền thì cũng nên cẩn trọng. Bởi vì rõ ràng cái lúc này cái giá của cái vàng đang rất cao, và vì thế cho nên chúng ta cũng nên tính toán khi mà chúng ta mua vàng để mà coi là giữ an toàn cho cái tài sản của mình. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn Phó Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi và đưa ra những cái lời khuyên rất là hữu ích. Quý vị khán giả thân mến, như vậy có thể thấy rằng là thị trường vàng trong dịp cuối năm này có rất nhiều những cái sự biến động. Nên nếu như mà chúng ta mong muốn tìm dòng tiền để trú ẩn hoặc là chúng ta muốn đầu tư thì như lời khuyên của chuyên gia, chúng ta hãy nên hết sức cẩn trọng trong cái thời điểm này. Và tới đây chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.